Hi, welcome everyone to today's videos of MD Study Abroad Consulting Company. Canada is one of the most developed, progressive and richest industrialized countries in the world. And currently, Canada is attracting a lot of international students from all over the world, with extremely strong public education system. So, is the cost of studying abroad in Canada expensive or not? In this today video, let's listen to the sharing from MC Mai An of XTV and Miss Ngoc An, representative of ICIP Toronto and Skinway Academy, to learn about the cost of studying in Canada. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhịp cầu du học do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Với khách mời của chương trình Nhịp cầu du học ngày hôm nay, xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, đại diện của trường ICEAP Toronto và Kingsway Academy Canada. Dạ, thưa chị Ngọc Anh, trong những năm gần đây thì Canada đã trở thành một điểm đến rất là lý tưởng và thu hút nhiều du học sinh, đặc biệt là học sinh sinh viên của Việt Nam. Như vậy thì chị có thể chia sẻ là hệ thống giáo dục của Canada có điểm gì đặc biệt? Cảm ơn Mai. Thì như Mai đã biết, Canada rất là nổi tiếng với những cái phong cảnh đẹp, và đặc biệt nữa là nền giáo dục của Canada thì luôn luôn đứng ở trong hàng top của thế giới. Nhưng mà khi mà so với lại là cái chất lượng giáo dục những cái bạn mà cùng cái ranking đấy á, như là Anh, Úc hoặc là Mỹ, thì Canada có cái học phí nó khá là vừa phải. Có thể nói nó chỉ bằng 1/3 hoặc 2/3 so với lại là học phí của các nước như là Anh, Úc hoặc là Mỹ. Cụ thể là tùy theo vùng mà bạn lựa chọn tới. Ở Canada thì nó có tới 10 tỉnh bang, thì mỗi tỉnh bang nó sẽ có những cái chi phí khác nhau. Ví dụ như là bạn lựa chọn cái tỉnh bang Ontario hoặc là BC, nơi có thành phố Toronto hoặc là thành phố Vancouver xinh đẹp, thì chi phí nó sẽ nhỉnh hơn. Cái học phí nó dao động đối với bậc đại học nó khoảng từ khoảng 25 cho đến 40.000 tùy vào trường, còn cao đẳng thì nó dao động tầm khoảng 13 cho đến 20.000 một năm. Cái sinh hoạt phí thì nó tầm đâu đấy khoảng 1.300 đô ca một tháng. Còn đối với lại những cái địa điểm khác mà bạn chọn, ví dụ như là những cái tỉnh bang mà nó không có sầm uất quá, như là ở Nova Scotia chẳng hạn, thì cái học phí nó chỉ dao động vào khoảng là đối với cao đẳng nó khoảng là 90.000 gì đó một năm. Và cái sinh hoạt phí nó khoảng đâu đó tầm 850 đô một tháng. Đại học thì các bạn chi trả tầm có khoảng 17-18.000 một năm là đã có thể là học những cái chương trình đại học với cái chất lượng cao. And those are extremely useful sharing about the cost of studying abroad in Canada. For more details, we contact Andy to enjoy 100% free service, and we will always accompany you through all your study abroad journey, thereby making it easy for you to fulfill your dream. Goodbye and see you in the next video. Thank you.